Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phấn đấu hình thành nền y tế thông minh với 3 nội dung là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, thực trạng cũng như nhiều giải pháp thực hiện đã được đưa ra thảo luận tại hội thảo chuyên đề chuyển đổi số ngành y tế do Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức vào chiều nay 4 tháng 8. Dự hội thảo có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 có trên 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử, 100% trạm y tế phường xã triển khai phần mềm quản lý trạm y tế có đầy đủ chức năng theo quy định của Bộ Y tế, 80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Khó khăn chung của thành phố là thiếu trang thiết bị và nguồn nhân lực để triển khai chuyển đổi số ngành y tế. Tại hội thảo, các đơn vị tham gia tham luận đã đưa ra nhiều giải pháp triển khai cơ sở dữ liệu y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống y tế dự phòng, tối giản quy trình khám chữa bệnh cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đề nghị ngành chức năng sớm triển khai đồng bộ, kết nối chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh theo đề án 06 của Chính phủ, có chính sách cho đội ngũ nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin ngành y tế. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục quan tâm hỗ trợ ngành y tế trong việc nâng cao ý thức của người dân tham gia vào các hoạt động chuyển đổi số của ngành y tế.